Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì với nhiều bạn là có inbox mình là hỏi về các con boss mà khi mà dành cho những cái quý của các bạn á, cái quý cá nhân của bạn á, mà khi những con token mà các bạn làm airdrop vừa nhận về á thì nó sẽ thông báo cho con boss, hoặc là các bạn có thể hoặc là các bạn gửi token đi thì con boss nó cũng sẽ thông báo cho các bạn ở trên Telegram. Thì với lại nhiều bạn là làm biến là tham gia vào airdrop á, khi mà nó trả token á thì anh em là làm biến chat ở trên mạng lưới là ETH hoặc là BSC scan. Hiện tại thì trang mạng lưới BSC scan sao mình vào không được các bạn, nó hơi bị lắc rồi, hình như nó báo trì sao á. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là cài cái quý của các bạn trên con bot, trên Telegram, để những khi mà những con token nào nó về quý của các bạn á thì trên con bot đó nó sẽ thông báo cho anh em để anh em biết nhá. Anh em nói chung là chúng ta là theo dõi cho nhanh á. Thì nói chung là nếu mà trên quý cá nhân của các bạn có lịch sử đi hoặc là lịch sử về, nói chung là có lịch sử giao dịch á, thì trên con bot nó đều thông báo cho ông ta. Thì chẳng hạn như là vậy. Thì chẳng hạn như là con bot này. Thì những những cái lịch sử đi hoặc là các bạn gửi về á, những con token nào mà về cái địa chỉ quý của các bạn á thì nó sẽ thông báo trên con bot, và các bạn có thể là tham gia, các bạn kiểm tra ở trên con bot này. Khi mà con bot thông báo thì nó sẽ rất là nhanh thôi, các bạn nói chung là quan sát rất là nhanh nhá. Thì khỏi mất công các bạn là vào cái trang BSC scan hoặc là ETH hoặc là Ether scan, các bạn check trên quý của các bạn đang có những con token gì nhá. Thì khi những con token nào nó về quý của các bạn thì các bạn sẽ biết thôi nhé. Ok, thì để cài con bot này trên Telegram thì các bạn vào link dưới phần mô tả video nhé. Thì nó sẽ dẫn các bạn đến là con bot trên Telegram. Thì trên con bot nó sẽ có chữ, nó sẽ có cái tên là Ether Drop Tracking Bot nhé. Thì trên con bot này các bạn ấn vào nút Start với mình. Sau đó các bạn cháo với bot nhé. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút Add Wallet. Các bạn ấn vào phần Add Wallet này này. Thì sau khi các bạn ấn vào phần Add Wallet xong thì nó sẽ hiện ra ba cái mạng lưới, đó là Polygon, BSC và ETH, có nghĩa là Binance Smart Chain ấy. Thì các bạn nào muốn add mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó nhé. Thì bây giờ mình sẽ chọn là mạng lưới BSC, Binance Smart Chain, các bạn nhấn vào BSC. Ok, các bạn đợi một lúc thì nó sẽ yêu cầu các bạn là điền lại cái, các bạn khai báo cái địa chỉ quý của các bạn. Thì cái địa chỉ quý BSC của các bạn á thì các bạn copy lại cái địa chỉ quý BSC của các bạn nhé. Các bạn sao chép lại cái địa chỉ quý Binance Smart Chain BSC của các bạn, sau đó các bạn quay trở lại với con bot. Các bạn dán cái địa chỉ quý của các bạn vào đây. Sau đó các bạn gửi cho bot. Đó, như vậy là xong thôi. Chúng ta ok, tiếp theo đó thì nó hỏi là đây là có phải là cái địa chỉ quý, các bạn đã chắc chắn là địa chỉ quý của bạn chưa? Các bạn ấn nút skip giúp mình. Ok, như vậy là chúng ta đã như vậy là chúng ta là add cái địa chỉ quý của chúng ta vào con bot này thành công. Và mỗi khi là những con token nào mà nó về quý Binance Smart Chain của các bạn á thì trên con bot này nó sẽ thông báo cho mọi người nhé, nó sẽ thông báo cho mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ là bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ này, mình sẽ gửi cái một ít BNB nhé, mình sẽ gửi một ít BNB đi này. Thì sau khi các bạn gửi hoặc là token các bạn nhận về thì trên con bot nó sẽ thông báo thôi. Ok, mình sẽ gửi đi nhé. Các bạn đợi một chút để mạng lưới nó xác nhận, tại vì mạng lưới BSC scan hiện tại nó bị lỗi gì rồi ấy. Nên vào không được các bạn. Ok, mình gửi được rồi nè. Ok, thấy chưa? Trên con bot nó sẽ thông báo cho anh em đây nè. Đây là send 0,001 này, mình vừa send này nhé. Đấy. Thì khi mà trên quý của bạn các bạn gửi đi hoặc là các bạn gửi token đi hoặc là các bạn nhận token về thì trên con bot này nó sẽ thông báo cho anh em luôn nhé. Nó thông báo trực tiếp cho anh em luôn, rất là nhanh.
thì các bạn tham gia unrop á, các bạn nên sử dụng cái con bot này nhé, để những khi mà unrop nó về á, thì những con khi mà những dự án unrop nó trả về quỹ cho các bạn á, thì trên con bot này nó sẽ thông báo cho anh em thôi nhé. Thì khi mà nó thông báo thì nó sẽ hiện ra những con token gì các bạn nhận về, con token gì có nghĩa là resend á nhé. Resend khi mà các bạn nó về thì nó hiện chữ là resend là và con token gì về quỹ của các bạn, thì các bạn kiểm tra trên đây nhé. Đấy, sau đó các bạn vào mạng lưới của bạn, các bạn copy lại contract thôi nhé. Ok, tiếp theo đó thì ở đây nó hỗ trợ ba mạng lưới luôn, thì các bạn có thể là add luôn ba mạng lưới. Thì muốn add thêm cái mạng lưới Polygon thì các bạn nhấn vào AZR lại này. Đấy. Sau đó các bạn ấn vào nút Wallet. Sau đó các bạn chọn vào phần mạng là Polygon Matic đó các bạn. Đấy, sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ ví Matic của các bạn thôi. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví Matic của các bạn. Đây, chúng ta sao chép lại, sau đó các bạn quay trở lại với con bot. Các bạn dán cái địa chỉ ví Matic của các bạn vào đây thôi, sau đó các bạn gửi cho bot. Sau đó các bạn ấn skip. Đấy. Thì sau này khi mà các bạn tham gia vào unrop hoặc là những con token nào trên mạng lưới Matic nó gửi về quỹ của các bạn thì trên con bot này nó cũng sẽ thông báo cho anh em luôn nhé. Còn tiếp theo đó thì bạn nào muốn add địa chỉ ví ETH thì các bạn có thể là chọn vào phần ETH này, các bạn chọn phần add coin này, rồi các bạn chọn vào phần mạng lưới ETH. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH của các bạn thôi, sau đó các bạn dán vào, rồi các bạn ấn nút skip là các bạn thêm cái địa chỉ ví của các bạn vào thôi. Đấy. Thì sau này thì những con token nào trên mạng ETH nó về quỹ của các bạn thì con bot này nó sẽ thông báo cho anh em để chúng ta kiểm soát nhanh hơn nhé. Đấy. Ok. Thì như vậy là mình hướng dẫn mọi người là cài con bot trên Telegram để thông báo token đi và token về. Thì ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.